Từ pha cho đến la là một quãng mấy? Thiên. Bởi vì 1, 2, 3. Chính xác. Bằng Q3, quãng 3. Nhưng nó là quãng 3 trưởng hay 3 thứ? Thì chúng ta phải xét từ pha đến son là, son đến la là, hả? Loát đi, loát đi, loát đi. Đừng cười bạn, đừng cười bạn. Cười anh như này. Anh không dạy được để cho bạn ấy hiểu thì phải cường thầy. Mấy? Đúng rồi, son la là một cung. Thế vậy thì từ pha đến la là mấy cung? Hai cung.